Những đứa con bất hiếu khi còn nhỏ thường xuất hiện ba dấu hiệu này. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, đối với con cái, cha mẹ có thể bỏ hết công sức, toàn tâm toàn ý chăm chỉ kiếm tiền, lo cái ăn, cái mặc cho con. Những khó khăn phải chịu không bao giờ được nhắc đến trước mặt đứa trẻ. Chỉ cần thấy đứa trẻ sống tốt là có thể yên tâm. Tuy nhiên, sự cống hiến quên mình như vậy không phải lúc nào cũng nhận được sự đền đáp xứng đáng. Hiện nay, có rất nhiều trẻ em không hiếu thuận, không quan tâm đến công lao của người lớn, còn ỷ lại và xem thường cha mẹ. Thực ra, đứa trẻ có hiếu thuận hay không thì có thể thấy được từ khi còn nhỏ. Và cha mẹ nên cảnh giác nếu không muốn những năm tháng sau này phải khổ sở. Trẻ có 3 dấu hiệu sau đây, dù giỏi đến đâu cũng dễ có khả năng trở thành đứa con bất hiếu. Cha mẹ nên lưu ý để sửa chữa kịp thời. Thứ nhất, làm ngơ trước công sức của cha mẹ, thái độ thờ ơ. Vì lợi ích của con cái, cha mẹ có thể cho đi mọi thứ. Tuy nhiên, trước sự quan tâm chăm sóc đó, một số trẻ lại thờ ơ, thậm chí không quan tâm đến những vất vả của cha mẹ. Khi gặp chuyện, chỉ nghĩ đến mình. Dù bạn có đối xử tốt với một đứa trẻ như vậy đi chăng nữa, thì cũng sẽ khó để nó đáp lại. Ngay cả khi cha mẹ bị ốm vì làm việc quá sức, chúng cũng sẽ không quan tâm quá nhiều đâu. Trước những đứa trẻ như vậy, cha mẹ hãy thật tỉnh táo. Đừng quá yêu chiều hay không để trẻ làm bất cứ công việc gì ở nhà mà chỉ chăm chăm đáp ứng nhu cầu của con trẻ. Hãy để trẻ tự làm một số việc trong khả năng của mình. Điều này không chỉ có thể ngăn đứa trẻ trở thành một đứa trẻ khổng lồ sau khi trưởng thành, mà còn để trẻ hiểu được sự vất vả thường ngày của cha mẹ từ những điều nhỏ nhặt, biết ơn cha mẹ. Điều thứ hai, chỉ cảm ơn cha mẹ bằng lời nói, không bao giờ đưa ra hành động. Có một kiểu trẻ mà các bậc cha mẹ rất thích, đó là đứa trẻ có cái miệng ngọt ngào. Con sẽ làm bố mẹ vui lòng. Con sẽ nói rằng bố mẹ đã làm việc vất vả để làm vui lòng bố mẹ. Nhưng con chưa bao giờ san sẻ gánh nặng cho bố mẹ bằng những hành động thực tế. Ngay cả khi cha mẹ ốm đau cũng bằng lời nói quan tâm, không lo cơm nước cho cha mẹ. Một số bậc cha mẹ rất dễ bối rối trước những lời ngọt ngào của con cái và cảm thấy con cái mình có hiếu. Thực ra, đây chỉ là ảo tưởng mà thôi. Trong thâm tâm của đứa trẻ, cha mẹ làm gì cho con là việc nên làm. Nhiều cha mẹ sẽ bảo vệ con mà bao biện: nó còn bé, chưa biết gì. Tuy nhiên, cha mẹ nên độc lập yếu tố tuổi tác trong việc rèn giũa cho con lòng hiếu thảo. Quan trọng là xây dựng, kết nối tình yêu thương giữa con với bố mẹ. Đứa trẻ chỉ biết ích kỷ hưởng thụ, lớn lên không bao giờ hiếu thảo. Thứ ba là, trẻ tùy ý nói năng hỗn hào, la mắng, thậm chí đánh bố mẹ. Không khó bắt gặp cảnh tượng này ở mọi nơi. Đứa trẻ túm lấy áo bố mẹ, giằng xé, khóc lóc để đòi họ chiều theo ý mình. Bố mẹ thì ra sức vỗ về. Đứa bé càng kích động, càng lao vào tấn công họ. Đứa trẻ không ý thức được việc phải tôn trọng bố mẹ hay hối lỗi về hành vi sai trái của mình. Theo các chuyên gia, nếu cứ để trẻ phát triển theo hướng này, mối quan hệ của con với bố mẹ trong tương lai sẽ vô cùng xấu. Nhiều cha mẹ bày tỏ nỗi lo lắng rằng khi con còn nhỏ, họ dốc lòng nuôi con, chăm chút cho con nên người. Tuy nhiên, không biết mai sau đứa trẻ có ngoan ngoãn, hiếu thuận với mình hay không. Trên thực tế, việc trẻ trưởng thành có hiếu thuận hay không hoàn toàn không phụ thuộc vào bản thân chúng, mà xuất phát từ chính quá trình nuôi dưỡng của cha mẹ. Giáo dục thời hiện đại ủng hộ việc làm bạn với trẻ, tôn trọng trẻ. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn trái ngược với việc khuyến khích, nuông chiều những hành vi xấu của con, bất kể chúng ở độ tuổi nào. Bởi vì như thế, bạn tiếp tay cho việc trẻ không tôn trọng trật tự, quy định, không tôn trọng bố mẹ, dần dẫn đến sự không hiếu thảo trong tương lai. Ngay khi con còn nhỏ,
cha mẹ phải sớm phát hiện những hành vi này của con và giúp con sửa chữa, nuôi dưỡng con trở thành người tốt. Quý vị thân mến, tôi vô tình xem được một quảng cáo dịch vụ của Thái Lan, nội dung rất hay. Nhân vật chính trong đoạn video là ba cha. Cô ấy là một giáo viên. Mẹ cô ấy bị bệnh Alzheimer. Vì vậy, để tiện chăm sóc cho mẹ, cô ấy đã đưa đón mẹ đến trường mỗi ngày và xếp cho bà ấy ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Tuy nhiên, những học sinh trong lớp lại tò mò người bạn lớn tuổi này, nên thường xuyên quay xuống nhìn, làm ảnh hưởng đến việc học. Và vì vậy, nhiều phụ huynh đã bắt đầu phản ánh điều này với hiệu trưởng. Vài ngày sau, hiệu trưởng tổ chức một cuộc họp giữa phụ huynh với giáo viên. Hiệu trưởng yêu cầu những phụ huynh không đồng ý cho ba cha giảng dạy ở đây nữa phải ký vào biên bản. Nhưng kết quả lại không có ai ký tên. Bởi vì họ phát hiện ra rằng con cái của họ chịu sự ảnh hưởng của ba cha, đã trở nên biết nghĩ cho cha mẹ hơn. Chúng còn học được một phẩm chất quan trọng nhất trong cuộc sống, đó là lòng biết ơn. Có một câu chuyện khác như sau. Một cụ ông có hai người con trai, đều đã lập gia đình và có con. Con trai lớn làm bác sĩ, đang công tác ở một bệnh viện lớn. Bất kể là ngày nghỉ hay sự kiện gia đình nào, anh này cũng không có thời gian tham gia. Còn con út là nhân viên công ty bình thường, một ngày làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 30 phút chiều. Cuộc sống thoải mái, ít áp lực, lại sống gần nhà bố mẹ, nên cậu út thường xuyên về thăm hỏi, có khi ở lại với bố mẹ ruột một thời gian dài. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu con trai út đúng là người hiếu thảo, vì luôn dành thời gian với bố mẹ. Tuy nhiên, cậu này mới chính là người bất hiếu. Theo đó, cả nhà người con út sống cùng với bố mẹ. Ba thế hệ ban đầu sống rất vui vẻ, nhưng dần dần mâu thuẫn nảy sinh. Khi cháu trai đến tuổi đi học mẫu giáo, việc chọn trường hay đóng học phí giai đoạn đầu đều do ông bà nội thu xếp. Cơm ăn áo mặc của cháu cũng do ông bà lo liệu. Dù vợ chồng cậu con út có đưa tiền sinh hoạt hàng tháng, nhưng thực chất chẳng bó bèn gì. Đó là chưa kể vợ chồng cậu con út chẳng bao giờ biết mua quà, lì xì hay dẫn bố mẹ đi ăn. Có lần, vợ chồng cậu con út muốn mua quà, nhưng khoản tiền đặt cọc quá đắt nên lại định nhờ vả bố mẹ giúp đỡ và hai vợ chồng sẽ trả nợ thế chấp. Tuy nhiên, ông cụ muốn giữ tiền dưỡng già, phòng trừ ốm đau, nằm viện. Con trai đã ở cùng, nhờ mình chăm nom, nuôi cháu giúp, mà giờ còn muốn xin cả khoản tiền dưỡng già. Điều này khiến ông cụ vô cùng khó chịu, phẫn uất. Thực tế, kiểu con cái giống như con út của ông cụ không hiếm gặp trong cuộc sống. Đó là một kiểu bất hiếu gọi là dường như đồng hành cùng người già. Bề ngoài con cái sống với người già có vẻ như chăm sóc bố mẹ, nhưng thực tế đang dựa vào người già về cơm ăn, áo mặc, nhà ở và phương tiện đi lại. Họ thường lấy cái mác về nhà thường xuyên để thêu dệt cho cách cư xử của mình. Hành động ỷ lại, bòn rút tiền bạc và sức khỏe của cha mẹ giống như macaron vậy. Làm thế nào để con thực sự hiếu thảo? Môi trường sống và cách giáo dục của cha mẹ là thứ quan trọng ảnh hưởng đến cuộc đời của một đứa trẻ sau này. Thế nên các bậc phụ huynh không nên bao che khuyết điểm cho con, mà hãy chỉ cho chúng biết lỗi sai của mình. Hãy dạy con sống hiếu thảo, có lòng biết ơn, biết sống tự lập từ bé. Vấn đề này tưởng khó mà lại dễ. Vì nếu muốn con hiếu thảo thì trước tiên cha mẹ và người xung quanh phải làm gương cho con. Nếu bố mẹ không chăm sóc, thường xuyên cãi lời ông bà, thì con cái tự khắc học theo tính xấu này. Nếu bố mẹ lúc nào cũng bòn rút, ỷ lại vào ông bà, thì con cái cũng tự sao chép tính đó. Chỉ khi bố mẹ thật gương mẫu, thì con mới học theo được tính tốt. Cha mẹ hãy bắt đầu dạy con từ những việc nhỏ nhặt hàng ngày như đi thưa về chào, trước khi ăn phải mời người lớn, luôn giúp đỡ ông bà cha mẹ những công việc nhà phù hợp với lứa tuổi.
cho con biết những khó khăn vất vả mà cha mẹ đã trải qua. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ cũng phải dành thời gian cho ông bà. Nếu không thường xuyên đến thăm, cũng phải thường xuyên gọi điện, hỏi han. Cứ thế theo thời gian, hạt giống hiếu thảo sẽ nảy nở trong tâm hồn con. Con sẽ luôn kính trọng, yêu thương và tu dưỡng đạo hiếu của mình đối với ông bà, cha mẹ. Bất cứ lúc nào, nếu phát hiện ra con có hành vi không đúng đắn, cha mẹ hãy bình tĩnh chỉ dạy, tránh nạt nộ, quát mắng, đánh đập con mình.